ポジして。あ、すごい。ね、すごい。新ちゃんあれ。新ちゃん。新ちゃん。Hai mọi người, mình đang đi dạo ở một khu phố rất là nổi tiếng của Osaka. Và đây cũng là một trong những biểu tượng của Osaka luôn đó mọi người. Đó là khu phố Dotonbori. Mời mọi người cùng mình cùng khám phá khu phố này nhé. Bạn nào đến Osaka du lịch mà không đi đến địa điểm này thì rất là tiếc luôn đó mọi người. Mọi người nhớ nha, đến Osaka phải đến khu phố Dotonbori. Nơi đây là một khu phố sầm uất được phát triển bên cạnh dòng sông Dotonbori chạy qua thành phố Osaka. Mỗi khi nhắc đến Dotonbori, người ta sẽ nhớ ngay đến những tấm biển quảng cáo lớn đầy màu sắc. Trong số đó có tấm biển quảng cáo kinh điển của Grico mà bất kỳ ai cũng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Khu phố này được trang hoàng với một phong cách rất là đặc trưng, rất là Nhật Bản, thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Linh vật không chính thức của Dotonbori là Greekoman, một tấm biển neon lớn có hình một người đàn ông đang chạy trên đường đua màu xanh được đặt trên phía trên cầu Dotonbori. Đây là một địa điểm chụp hình phổ biến cho những khách du lịch cũng như người dân địa phương. Đây là một khu phố với rất đông khách du lịch, lúc nào cũng nhộn nhịp và sầm uất. Vừa là trung tâm mua sắm, vừa là trung tâm ẩm thực của thành phố Osaka. Bạn nào không biết đường đi thì cứ việc lên Google Maps đánh vào Dotonbori thì sẽ hiện ra hướng dẫn. Lần này mình có việc đi ngang một xíu thôi, cho nên cũng không có thời gian thăm thú nhiều. Chủ yếu là mình quay lại clip kỷ niệm và chụp ảnh với biểu tượng Clico nổi tiếng. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng đây là một kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với gia đình mình. Cả hai bên bờ sông đều có rất nhiều địa điểm ăn uống và quán rượu. Đây là nhà hàng Kani Doraku nổi tiếng, nơi có một chú cua khổng lồ được trang trí rất nổi bật. Khu phố này có rất nhiều quầy bán mì ramen và rất nhiều quầy bán món bánh bạch tuộc takoyaki, một món ăn đường phố cực kỳ nổi tiếng của Osaka. Thời điểm tốt nhất để khám phá khu phố này đó là vào ban đêm nha các bạn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ lung linh luôn. すごい。Xin chào đấy. Xin chào. Xin chào. Khách sạn ở đây sẽ không quá đắt nếu như các bạn biết tìm chỗ và đặt chỗ trước. Xung quanh khu này có rất nhiều khách sạn. Nếu như các bạn chịu khó đi bộ xa hơn khu trung tâm một tí sẽ chắc chắn có khách sạn giá mềm hơn. Ngoài ra, gần khu này thì có rất nhiều khu vui chơi và địa điểm tham quan rất là nổi tiếng. Hệ thống giao thông ở đây thì rất là phát triển cho nên vấn đề đi lại thì không có gì khó khăn cả nha mọi người. Nếu như có thời gian, mình muốn khám phá nhiều hơn ở khu này. Và bây giờ mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Xin chào. Xin chào.